Xin chào cả nhà, là một Trí đây, cùng cả nhà cùng trở lại với kênh review bóng sáng của Trí nha. Tôi đang rất là tò mò, chưa nói gì đến những điều hấp dẫn trong bộ môn mới này, những cái tên của nó thôi ạ. F1 trên nước, tổ chức tại Việt Nam nữa thì quả thực là rất là nhiều điều thú vị đây. Và hôm nay chúng ta sẽ dành chút thời gian để tìm hiểu về môn đua thuyền máy công thức 1, một môn thể thao tốc độ vô cùng hấp dẫn nhưng vẫn còn khá mới lạ với người hâm mộ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, vào cuối tháng 3 này thì một trong những sự kiện thể thao lớn của thế giới sẽ được tổ chức ở Việt Nam, cụ thể là ở khu vực Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Hiện tại thì các công việc chuẩn bị cũng đang được hoàn tất để người hâm mộ có thể được chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn và vô cùng đẹp mắt của môn thể thao này. Đua thuyền máy công thức 1 là môn thể thao dưới nước ngoạn mục nhất thế giới. Cuộc đua được mô tả như lái chiếc xe F1 với tốc độ tối đa trên cánh đồng đã được cày xới. Thuyền máy công thức 1 tăng tốc nhanh hơn cả những chiếc xe F1 hiện đại nhất với khả năng lên tốc 160 km/h chỉ trong 4 giây. Đây là môn thể thao mạo hiểm đỉnh cao, có tính cạnh tranh, hấp dẫn, đầy thử thách, táo bạo. Khán giả bị mê hoặc bởi những chiếc thuyền hai thân nhẹ, bất chấp trọng lực và gần như được nâng lên không trung khi di chuyển ở tốc độ cao. Điều đáng kinh ngạc là những chiếc thuyền này có thể giữ thăng bằng ở tốc độ cao lên tới 250 km/h, rẽ ngoặt ở tốc độ 150 km/h mà không cần phanh và chuyển số. Tương tự như môn đua xe F1, giải vô địch thế giới sẽ thi đấu 6-8 chặng Grand Prix với khoảng 10 đội đua, mỗi đội có 2 thành viên. Các chặng đua sẽ có 3 ngày thi đấu, gồm đua phân hạng, đua nước rút tính điểm và đua chính thức. Việt Nam chúng ta thì có tới hơn 3.000 km đường bờ biển với rất nhiều những bãi biển đẹp. Tôi đang thắc mắc là tại sao Quy Nhơn lại là địa điểm được chọn? Vâng, anh Phúc, mỗi môn thể thao thì đều có những cái tiêu chí để lựa chọn những cái địa điểm tổ chức phù hợp riêng, và đua thuyền máy cũng có những cái tiêu chuẩn đòi hỏi rất là cao. Và các địa điểm tổ chức thì thường được khảo sát rất là kỹ và cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Với Quy Nhơn thì điều kiện thiên nhiên độc đáo cùng với điều kiện thời tiết đặc trưng đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các môn thể thao này. Daniel Andersen là tay đua mô tô nước nổi tiếng với 4 chức vô địch thế giới và 4 chức vô địch châu Âu. Dù đã thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tay đua người Na Uy đã lập tức phải lòng thành phố Quy Nhơn, Bình Định khi đến đây tham gia một chương trình truyền hình. Với anh, đây là một địa điểm rất thích hợp để tổ chức các giải thể thao trên biển. Tôi nghĩ nơi này rất phù hợp để tổ chức các cuộc đua trên biển. Gió thường thổi từ hướng này, còn chúng tôi sẽ lao đi trong vùng biển thoáng đãng ở phía sau. Buổi chiều, biển sẽ có sóng mạnh hơn một chút, đủ để tạo nên những thử thách cho những tay đua. Tất cả sẽ tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi. Chính vì đã hiểu rõ về những điều kiện thi đấu ở Quy Nhơn, Bình Định, nên khi biết được cuộc đua UIM ABP Aquabike được tổ chức trong tuần lễ Amazing Bình Định Fest, Andersen đã lập tức đăng ký thi đấu. Vào ngày 24 tháng 3 và 31 tháng 3, vùng biển nơi đây sẽ dậy sóng với 2 ngày thi đấu chính thức của 2 cuộc đua UIM ABP Aquabike và UIM F1 Halio. Vâng, ngoài điều kiện tự nhiên và điều kiện thuận lợi về mặt thời tiết để tổ chức giải đấu, thì còn phải kể đến sự nhiệt huyết của chính quyền và người dân địa phương trong việc thúc đẩy đưa môn thể thao này về với quê hương mình. Đó là những nỗ lực để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung. Thưa trở về anh, chúng ta sẽ có những hoạt động thể thao gì trong tuần lễ Amazing Bình Định Festival? Trong tuần lễ Amazing Bình Định Festival diễn ra từ 22 đến ngày 31 tháng 3 trên Vịnh Thị Nại của thành phố Quy Nhơn, thì chúng tôi có rất nhiều các cái hoạt động thể thao như là Silver Sub, như là Sky Rider, và đặc biệt là trong đó là có cả hai cái vòng đua gọi là với gọi là vô địch thế giới, thì đó là cả đua mô tô nước và cái đua thuyền máy công thức 1 từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3. Thì đây là cái sự kiện mang tầm quốc tế, đây là cái mà hai cái vòng đấu mà diễn ra mà tại Việt Nam lần đầu tiên chúng ta tổ chức tại Việt Nam. Đây là một cái chặng đua trong cái vòng đua mà trên toàn thế giới, thì cái này thì cũng là một cái cuộc thi cạnh tranh rất là lớn. Thì chúng ta thấy ở trên cạn thì có đua F1, thì ở dưới nước cũng y hệt như thế, vận tốc đua là lên đến 260 km/h. Vâng, những ngày cuối tháng 3 này chắc chắn sẽ là những ngày hội của người dân tỉnh Bình Định và du khách. Thì tất cả lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn của những chiếc F1 trên nước. Hy vọng giải đấu sẽ diễn ra thành công và trở thành điểm đến yêu thích của các tay đua và du khách. Hãy cùng nhìn lại một lần nữa những màn tranh tài hấp dẫn của những chiếc F1 trên nước khi giải đấu này sắp đến với Quy Nhơn. Conditions are absolutely perfect.